chào các bạn đến với series Circling with Lucy. Và buổi ngày hôm nay chính là buổi ngày thứ hai. Cái hành trình của mình bắt đầu từ 5 rưỡi sáng, đi từ Hồ Quan Sơn tới Chùa Hương. Chúng mình bắt đầu từ khá sớm nên trời vẫn còn rất là mát. Và đường chúng mình đi thì rất là rộng, thoáng, sạch và không khí thì rất là trong lành. Trời mùa hè mà, thì một tiếng sau thì mặt trời đã lên và nắng bắt đầu rất là gắt. Và hành trình của chúng mình vẫn cứ tiếp tục. Chỗ nào mà bọn mình thấy cảnh đẹp một chút thì bọn mình sẽ dừng lại, vừa là nghỉ để uống nước, cũng là như là để chụp ảnh một vài bức ảnh luôn. Đường vào Chùa Hương thì rất là đẹp. Mọi người có thể nhìn thấy lúc này trời rất là nắng nên rất là trong. Mọi người nhìn thấy những cái dãy núi phía xa chập trùng, xung quanh thì là những cái thửa ruộng lúa vừa mới được cấy, mạ vẫn còn rất là xanh và non. Trời thì trong xanh lắm và nắng thì đẹp nữa. Xung quanh Hà thì có rất là nhiều những cái loài hoa dại, và một lúc sau thì Hà không thể cưỡng lại được vẻ đẹp của chúng nó, nên Hà đã dừng chân lại để tìm một chút hạt. Lúc nào cũng vậy, thấy hoa đẹp là Hà sẽ tìm hạt để mang về, mà mình cũng chưa biết rằng là mình sẽ trồng được nó ở đâu nữa. Nhưng mà Hà không thể nào mà từ chối những cái loại hoa đẹp. Còn đây là em Ngọc. Một lát sau thì Hà đi phía sau và quay cho em Ngọc được một cái cung đường thật sự là rất đẹp luôn. Một bên thì là núi đá, có những cái núi đá thì nó trơ đá ra, nhưng cũng có những cái núi thì nó có cây mọc trùm lên nên là nhìn rất là xanh. Đường đi của bọn mình xung quanh thỉnh thoảng có những cái hồ sen lớn lắm. Sen mùa này thì cũng hơi già rồi, lá thì không còn được non như trước, nhưng mà mùi hương của hoa sen cũng như lá sen thì vẫn còn rất là thơm. Đây là Hà đi lùi húi nhặt hạt hoa này. Và điểm đầu tiên bọn mình dừng chân lại đó chính là đền Trình. Bọn mình có cởi giày ra và lội suối một chút, nhưng mà đoạn này khá là trơn, vì vậy mà Hà đi rất là lò dò vì sợ, rất sợ ở ngã. Phía ngay phía dưới Hà mọi người có thể nhìn thấy một cái mũ lùi húi. Đấy là người ta đang đi mò những con trai đấy mọi người. Người ta mò chai cái lúc mà rất là nắng, nhưng mà ngâm dưới nước suối thì rất là mát, nhưng họ ngụp cả đầu xuống luôn mọi người ạ. Sau khi ngồi nghỉ ở đền Trình xong, bọn mình tiếp tục di chuyển vào động Long Vân. Thì đây là cái cung đường mà đi vào Long Vân, hai bên hàng cây cực kỳ là xanh mát, mà mình ước gì đoạn đường nào nó cũng xanh mát như này thì đi rất là khỏe luôn mọi người. Mình đang đi phía sau em Ngọc đấy. Đường về thì mình không còn đi đường cũ nữa. Đây là đi theo chỉ dẫn của Google và đây là cái kết. Chúng em đi theo chỉ dẫn của chị Google. 12 giờ trưa, chị Google dắt bọn em đi như thế này. Em tin tưởng chị Google, nhưng mà chị Google thế này không được. Sống thế là không được đâu chị ơi. Đường về thì nắng khủng khiếp luôn. Giữa trưa là 12 giờ, lúc đó nhiệt độ có lẽ là phải lên đến 45 độ ngoài đường mất. Nắng khủng khiếp, mình hở ra đoạn nào là cháy nắng đoạn
May mà mình có rẽ vào chợ mua một cái chùm để che bớt cái nắng đi, không thì không chịu nổi nữa. Và chiều về bọn mình tự thưởng cho chính mình bằng một buổi chiều đi tắm ở ngoài hồ Quan Sơn. Mặc dù không biết bơi nhưng mà đã có áo phao hỗ trợ rồi. Vậy là kết thúc ngày thứ hai trong chuyến đi cuối tuần của Hà. Và sáng ngày hôm sau, Hà dậy từ sáng sớm để quay trở về Hà Đông. Và may rằng là mưa đã không bắt kịp Hà. Hà về đến nhà khoảng 20 phút đến nửa tiếng sau là trời đổ mưa to, rất là to. Và Hà cảm thấy mình thật sự là may mắn. Mình đã quay về với chặng đường về là 44 cây. Và hành trình mình chỉ đi một mình thôi, nhưng không hề nhàm chán mà mình vẫn luôn thấy thú vị, mặc dù cũng khá là mệt chứ không hề đơn giản đâu. Nhưng mà vì mình thích nên là mọi cái khó khăn đều không là vấn đề gì cả. Hẹn mọi người vào một bài